Thưa quý vị, tiếp nối cho phần tin buổi tối là các bản tin có liên quan đến Việt Nam. Dịch sốt xuất huyết hoàn hành tại Đà Nẵng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng loan báo, diễn biến của dịch sốt xuất huyết tại đây càng lúc càng nghiêm trọng với số ca mắc bệnh tăng 178% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu cho thấy tính đến ngày 13 tháng 7 năm 2019, Đà Nẵng đã có trên 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 178% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, dịch sốt xuất số huyết năm nay có những biểu hiện tăng cao bất thường và phức tạp. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhận định, trong điều kiện thời tiết nắng nóng mà số ca sốt xuất số huyết liên tục tăng cao là điều bất thường trước đây chưa từng xảy ra. Được biết, từ nay cho đến khi Đà Nẵng bước vào mùa mưa tầm cuối tháng 8, nếu không khắc phục được thì diễn biến bệnh sốt xuất số huyết sẽ còn phức tạp hơn. Theo Bộ Y tế, bệnh sốt xuất số huyết ở Việt Nam hiện đã lan rộng khắp các tỉnh với gần 75.000 ca nhiễm bệnh nhiều ca phải nằm điều trị dài ngày và ít nhất tính đến nay đã có 6 trường hợp tử vong. Nghi vấn về việc nhân viên nhà nước bán cho người dân phiếu kiểm dịch thịt heo Vào chiều ngày 13 tháng 7 năm nay, đại diện ở tỉnh Long An cho biết, công an hiện đang điều tra vụ thịt heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi, nhưng lại được nhân viên nhà nước cấp phiếu kiểm dịch an toàn thực phẩm để mang bán cho người dân. Tin cho biết vào khoảng 2 giờ trưa ngày 30 tháng 6, giới hữu trách đã phát hiện một chiếc xe tải của ông Nguyễn Thanh Tùng đang giao khoảng 500 kg thịt heo cho một cơ sở kinh doanh. Kiểm tra tủ đông lạnh tại cơ sở này, các giới chức phát hiện thêm 1.134 kg thịt heo nữa. Tuy nhiên, trong số thịt trên thì chỉ có 600 kg là có giấy chứng nhận kiểm dịch của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Sài Gòn, số còn lại không rõ nguồn gốc. Ông Tùng khai nhận mình mua tất cả các số thịt trên tại chợ đầu mối Bình Điền ở huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Kết quả xét nghiệm cho thấy 600 kg thịt có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, lại dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Nước sông Tô Lịch ô nhiễm trở lại sau khi ngưng xả nước Hồ Tây. Sau khi mở cửa, xả nước Hồ Tây đã khiến cho dòng sông Tô Lịch trở nên xanh hơn và bớt mùi hôi thối. Nhưng ngay sau khi ngừng xả nước, dòng sông Tô Lịch lại trở về dòng sông chết và bốc mùi, cá chết trắng hai bên bờ. Trước đó trong hai ngày 9 và 10 tháng 7, công ty MTV đã mở cửa xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Sau khi tiếp nhận hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây, dòng sông Tô Lịch trở nên xanh và bớt mùi hôi thối. Đặc biệt khi mở cửa xả nước, một lượng cá lớn cũng đã theo dòng vào sông Tô Lịch, nhưng đàn cá ở đây không sống được lâu. Với mức độ ô nhiễm nặng của dòng sông chỉ trong một ngày kết thúc xả nước, nhiều loại cá lớn nhỏ đã chết nổi dày đặc trên mặt sông. Được biết, hàng ngày con sông này tiếp nhận khoảng 150.000 mét khối nước thải sinh hoạt từ 300 cống xả thải đổ vào. Theo các chuyên gia, thì hiện Hà Nội vẫn bế tắc trong việc tách nước thải chảy vào sông Tô Lịch, khiến cho con sông tiếp tục trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. 5 người Mỹ gốc Việt đối diện với án tù tại Sài Gòn vì buôn lậu xe hơi. Vào hôm 13 tháng 7, truyền thông trong nước cho biết, Viện Kiểm sát ở thành phố Sài Gòn đã vừa ra quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của Tòa án Sài Gòn, tuyên phạt 300 triệu đồng cho 5 bị Việt Kiều Mỹ, bao gồm Đậu Ngọc Tố, Hàn Quang Án, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Thị Huyền Trinh và Nguyễn Đức Thắng về tội buôn lậu xe hơi. Theo Viện Kiểm sát, thì với tội danh buôn lậu, lẽ ra các bị cáo này phải bị phạt tù Do đó, hình thức phạt tiền các bị cáo này là không có căn cứ và vi phạm bộ luật hình sự. Tuy nhiên, theo Tòa án Sài Gòn, thì bản án phạt tiền được đưa ra là do năm bị cáo này là Việt Kiều. Vì thiếu hiểu biết về pháp luật Việt Nam nên chỉ làm theo chỉ đạo của những người cầm đầu. Hơn nữa, những người này hiện không có việc làm và đang nhận trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Do đó, Tòa án Sài Gòn đã tuyên phạt 300 triệu đồng thay cho hình thức phạt tù trong khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án là từ 2 cho đến 5 năm tù về tội buôn lậu. Tin giải trí cho biết người mẫu Heidi Klum đã bí mật kết hôn vào hồi tháng 2. Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ sau khi hay tin người mẫu gốc đức Heidi Klum và bạn trai Tom Collins kết hôn. Điều đáng nói ở đây là hôn lễ đã được cử hành từ 5 tháng trước. Sư mẫu 45 tuổi và nhạc sĩ 29 tuổi đã quyết định trao nhau lời thề nguyện trọn đời chỉ sau 2 tháng đính hôn, thể theo nguồn tin từ tạp chí People. Giấy hôn thú đã được họ ký tại tiểu bang California. Hy vọng trong cuộc hôn nhân thứ ba này, Heidi Klum và chồng sẽ ăn đời ở kiếp. Trước đây cô từng kết hôn với tài tử Rip Pipino và ca nhạc sĩ Seal. Tom Collins cũng từng lên xe hoa với người mẫu Ria Sommerfeld. Thưa quý vị, tài tử Rip Torn qua đời và hưởng thọ 88 tuổi. Làng điện ảnh thế giới vừa mới mất đi một tài tử gạo cội. Nam diễn viên từng đoạt giải Emmy Rip Torn đã nhắm mắt lìa đời vào đầu tuần, hưởng thọ 88 tuổi. Ông từng được biết đến qua các vai diễn trên sân khấu và màn ảnh. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất qua chương trình truyền hình hội luận The Larry Sanders Show. Show này đã giúp cho Rip Torn mang về 6 giải Emmy liên tiếp. Nguyên nhân tử vong thì vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có lẽ ông ra đi vì tuổi già. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin buổi tối ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân hải kính chào. <laughs>